Thôi em xin chào quý anh chị cô bác luôn nha. Đó, ngày 2 tháng 5 2024, số số biên thiết miền Trung nha anh chị. Rồi anh vào cái số nè 322 nha anh chị, đài Quảng Trị nè, ngày 2 tháng 5 2024. Đó, Quảng Trị 322. Đó, 200 ngàn một tờ nha anh chị, 322 nha Quảng Trị nè. Đó, một tờ, hai tờ, ba tờ, bốn tờ anh chị, bốn tờ, năm tờ, năm tờ Quảng Trị anh chị, 322. Đó, đó với một tờ là 67 nữa anh chị, 67 luôn, 67 đây Quảng Trị luôn, trúng giờ 7 và giờ 8. Đó, ở đây năm tờ là một, đó một tờ 200, năm tờ 1 triệu nha anh chị. À, giờ 7 là 200 ngàn ăn 3 số nha. Ở đây 100 nữa là 1 triệu mốt nha anh chị. Đó, à, nó. Đó, người ta cái đây một người trúng luôn nha anh chị. Không, người trúng luôn đó. Đó, cũng có dấu chờ nha anh chị. Đó, em chung cho ta đó. Đó. Cảm ơn quý vị đã xem video của em nha. Chúc anh chị mua vé số là trúng giải lớn nha anh chị. Đó, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Đó. Đó.